Rồi kìa, vết qua mình là linh đấy, 43 kìa. Ôi ôi, bữa trưa này chơi chơi với zombie mà nó khổ sở, nó phải gọi là cầm khẩu này nó vật vã lắm anh em ạ. Thì mình sẽ thử khẩu gọi là long cong vạng với chế độ đấu đội nhá. Mình được tính đấu đơn cơ nhưng mà mình nghĩ không ổn lắm, bởi vì đấu đơn kiểu cũng khác gì đánh zon đâu, bởi vì nó từng thằng một. À bắn một viên trúng người là chết luôn đúng không? Anh em cũng được ấy chứ. Ba kill đây. Ui, chết rồi. Cái cũng khá là vui. Nhưng mà cơ bản là anh em cái chúng nó phải tập trung đông đông ấy, xong em nhắm thẳng vào đấy. Ôi, cứ hít một phát là chết, hít một phát là chết. Cũng khỏe đấy. Ui, đông thế. Được dụ qua đây nhá. Ôi, em xem thì nhớ cho mình cảm, mình không biết cảm nhận về cái gì nữa. Vì bắn được mấy quả. Ui. Cái phiên bản này là khi em bắn là bị hết sọ đúng không? Bị hết sọ là bay súng lên đúng không? Hay phết. Ôi, chết rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Mình phải tìm cái góc nào mà... Đây, xem bên này này. Bây giờ chúng nó phải tập trung đông đông cơ, sẽ bắn một phát chết mấy thằng. Hình như là một viên, chỉ cần trúng người một viên là chết luôn rồi. Hello, ui ôi. Đang này, thì đông rồi. Ui, chết rồi, có thằng này, nó lag được này. Mày nhớ, ui, ôi trời kìa. Hay phết nhỉ. Ui, nó ra đấy, Bùm. Ui, toàn hỗ trợ anh em ạ, không ổn rồi. Ui, thỏ mặt ra, kia nó kia. Bùm. Ui, khó quá. À, được rồi. Cơ bản là mình căn, phải căn được hướng của nó di chuyển cơ. Nếu mà cảm giác em không bắn được vào người nó thì căn hướng nó di chuyển đấy. Ui, bị móc kìa. Thì bắn chặn đường nó được. Hôm nay mình thấy chặn đường rất là ngon. Là căn cố gắng là không cho chúng nó móc lốp rồi. Ui kìa, ui, bắn bừa anh em ạ. Ờ, được cái là anh em bắn hú hòa linh tinh vẫn bắt được chết người. Ui, chết một kill, ui, một phát chết hai thằng kìa. Quá ra kill luôn. Ê, mình thì mình chẳng cần đâu, mình đứng đây là quá an toàn luôn. Không phải thò mặt ra mà có mạng. Em nó bắn sang kìa. Ui, cũng hay nhờ. Được đấy em ạ, nói chung là đỡ hơn nhiều so với việc anh em chia cầm của này đánh với zom. Thực sự đánh với zom nó khoai quá. Mình nó đau nhưng gọi là đau đầu với khẩu này với kiểu test với chế độ zombie ấy. Nhưng mà bắn này có vẻ thoải mái hơn. Ấy, double kill. Mọi người xem nhớ like nhá, like của mình. Chết một kill luôn này. Chết rồi, không có được mạng. Ê, mình cứ đứng giữa, ai chúng nó tập trung ở giữa nhiều em ạ. Toàn râu quay nó thôi. Đó, thấy không? Khỏe vãi trưởng luôn. Trời ơi, thế này là vớ vẩn lại lên top ấy nhở. Ê, mình cứ đứng giữa thôi. Đấy, anh em bắn vào cái tường này, bắn cái tường này, nó sẽ nảy ra giữa thôi. Là chúng nó cứ thò mà ra là chết. Ôi ê. Beta kill luôn kiểu một phát chết hai thằng. Quả này mà chết 2-3 thằng nó quả là bình thường luôn. 7 kill. Úi. Ngon em ơi. Nhưng mà sơ rồi mình sắp hết đạn rồi. Khẩu này đây. Ui. Ngon phết em ạ. Ui 9 kill kìa. Nhiều lúc em cảm giác sắp kiểu sắp chết ấy, thì cố gắng cứ bắn đạn ra, bắn bừa ra. Cứ bắn dính chân nó là trước khi chết kiểu giữ được mạng. Hay thật. Đây là cái điểm lợi của súng. Hay. Thôi nhưng mà khuyên anh em là nên đánh với chế độ đấu đội đấy nhá. Chứ mình đấu đơn mình nghĩ không ăn thua đâu. Đấu đơn thì kiểu mỗi thằng thân ai đấy lo ấy, nên là anh em tìm bắt lẻ một thằng khó lắm. Đấu đội thì kiểu nó loạn, nó bắn loạn xạ lên thì còn được mạng. Thế là mình nghĩ khẩu này là ấy chết được 2 mạng kìa. Đấu đội là hợp lý nhất. Rồi. Đó, bật chế độ chai hát rồi nào. Ê, double kill luôn. Hay phết nhỉ. Được, mình cứ nghĩ khẩu này không có tác dụng gì nhưng mà đâm ra chế độ này mình nghĩ là ngon này. Thì là sang đổi gió thôi, chứ zombie là mình nghĩ là lần cuối cùng mình chơi zombie với khẩu này. Đây. Nó bắn xì đạo ấy chứ. Hình như cũng có thằng nó bắn xuống, à nó cầm khẩu ấy, cái khẩu M32 thì vậy, cái khẩu M32 mà anh em bắn AI thế giới. Ây. Các bạn cứ ra giữa hết đi, đúng rồi. Đúng rồi, hết ra giữa đi, mình cân hết. Dù cái nó kìa. Ui dồi. Dâu quay nón có vẻ ra hiến mạng, vì thế là toàn mình giết là dâu quay nón là số nhiều ấy. Kiểu hình như chúng nó tập chơi đúng không? Ui, có thằng nào nó cũng bắn đạn giống mình luôn. À chết rồi, hết đạn rồi. Khẩu này nó không kích đạn nên được chán được chứ. Mình chỉ cần tăng thì cả 1-2 băng đạn nữa thôi là mình nghĩ là khỏe quá rồi. Ui, đã định mình ta tính nhặt khẩu M32 cái bắn xem nào. Hình như khẩu M32 thì nó cũng một viên chết thôi nhưng mà nó thay đạn lâu hơn. Thay đạn lâu vãi luôn ấy. Nên là long con mình nghĩ là ngon nhất rồi. Ui. Nhưng mà nói đi lại thì phải cái đồ hiến máu nó phải khác với đồ free đúng không? Anh em bỏ tiền rồi.
mua cái này ở đâu quay cái này thì nó phải khác so với kiểu là anh em quay chơi AI thế giới là được. Ôi mình được top 3 rồi này. Ủa, nhẹ nhàng nhỉ. Bắn này mình thấy rất là an toàn, mình ít bị chết lắm. Kiểu không phải solo mà. Anh em cứ đứng một góc một thủ thôi. Kí. Ui, bùm. Ui, không chết được nào. Thảm thật. Em sẽ cầu sang này xem có chết được nào. Đây, chúng nó ra giữa, chúng nó ra giữa rồi. À, giết nó. Ui, một kill, một kill. Ê, mình cầu đây là nó không nhìn thấy mình mà mình vẫn có mạng. Đấy, em thấy không? Ui, được đấy, mình biết chỗ rồi, đứng đây thì ngon này. Bùm. Không, nó chết đã, ui, nó chạy hết rồi. Nó thấy mình bắn, nó chạy hết rồi kìa bạn. Ui. À, đó, mình bị khẩu M3 giết kìa. Cái khẩu M3 ấy, ấy. Cũng khỏe chứ. Đây, 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 dâu quay nón. Chết rồi, mình lại bắn chết được thằng dâu quay nón rồi. Nghỉ vui phết đấy em ạ. Bùm. Ui. Ăn hỗ trợ nhiều quá. Mình được ba mấy kill rồi này, ngon thật. Ui, véo nó vào kìa. Bùm. À, định mong lỗ bài. À, có Link ở đây sao mong lỗ được. Ui, đồng thế. Đấy, 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 cầu. Qua ra kill luôn. Ui, qua đây cầu sướng thật. Ấy, ui, 5 kill kìa. Mình cứ đứng góc đây, mình cứ đứng góc đây thôi. Ui, chết tôi rồi. Ui, vãi. Đây, điều đáng sợ nhất của khi em cầu của này là mỗi khi nó hết đạn. Chả làm ăn được cái gì. Ấy, có thằng cái gì. Bùm. Ui, nó cũng chết rồi. Hay. Ui, tạm thời súng hết đạn anh em coi súng tí. Ui, vãi. Ui, cái khoảng khi mà bị bắn headshot hay nhỉ. Quả súng nó bay mong trên trời xong rơi xuống. Nhìn khá là dị. Bùm. Ui, đông thế mà không chết được nào. Ôi, được bao à? Một mạng. Có đâu có nó này, đâu có nó này. Chết, mình biến cây. Ôi, hai mạng luôn kìa. Rồi, win. Ui, cũng được phết, được top bài ạ. Ấy, 40 chết 12, nói chung mình chết ít nhất team luôn mà mình vẫn được nhiều mạng. Rồi, bây giờ mình sẽ thử với chế độ AI nhá, xem như thế nào. Zombie rồi này, người rồi này, bây giờ đến với AI, còn chế độ AI thế giới thôi. Mình nghĩ cái dòng này thì chắc chắn là chơi AI cực kỳ là nhanh rồi. Ủa, à được. À đúng rồi, ở trong thế là nó chỉ được tăng đạn ở trong chế độ AI thôi anh em ạ. Nhìn này, nó bình thường nó là chỉ là 9/36 thôi, bây giờ nó là 9/81 luôn. Ui, không chết kìa. Ủa thế một phát không chết được luôn à? Ui, em phải bắn hai phát để mới chết được mấy con AI thường à? Ui, phát xong rồi sao? Mình tưởng là một phát là chết luôn ý. Ok. Giờ tập trung đông một chút rồi nào. Đây, em sẽ khả năng cực kỳ nhanh của nó để xem cái phạm vi ảnh hưởng nhé. Ui. Cái phạm vi ảnh hưởng của nó cũng gọi là ổn. Mình nghĩ là ngang với mấy quả bom mà anh em đáp ra thôi. Ok, ổn. Ở đây, mình sẽ đây hai đợt này đông này. Ở đây. Ờ, nhưng mà nếu mà mình tính đến kết quả kiểu dọn dẹp lính nhanh, mình nghĩ là cái khẩu Diablo ấy, Diablo Envip mà phiên bản nâng cấp của nó mình chắc chắn là nó phải là nhanh nhất rồi. Đây này, cho nó đông một chút. Ui vai, chết cả đống luôn. Ui, phê ra. Ui, một phát chết luôn. Ui, sao tự nhiên bây giờ nó được 500 máu luôn này. Ô, cái này là tính đam của gì ta? Ô, vừa đây mình nhìn thấy là nó có hơn 100 máu rồi. Mà bây giờ nó nhảy phát lên 500 luôn. Quá đảo diệu. Ôi, em xem nhớ like của mình nha. Và... Ôi, để bữa sau mình chắc là mình thử chế độ AI thế giới xem. Xong mình sẽ thử đánh boss nhá. Đánh boss với khẩu này xem như nào. Mình nghĩ là khẩu này đánh boss cũng khá là ổn. Nhưng mấy con boss dễ thôi. Chứ còn mấy con boss mà nó kiểu nó di chuyển nhiều ấy mình... không chơi được đâu. Nó bắn làm sao mà trúng người nó được. Đây chơi ở đâu, chơi ở đâu. Ôi sao bây giờ AI mà mới vòng 2 mà đã có mấy con chạy nhanh nhỉ? Mình thấy cái thế nào sẽ sai thôi. Đó, được đấy. Đầu game thì nó hơi yếu nhưng mà về sau có vẻ khủng khủng thế. Ơ, nó có nút G này. À,
À G, cái đây là cái chức năng đặc biệt của khẩu súng trường đúng không? Đấy em thiếu đạn thì ra đây lấy đâu. À đây đây, mày có thằng vào trong nhà mình. Để sao cứ cậu đến không? Tôi không đến anh em ạ. Đứng lại. À, rồi 600 máu. Ui, con này trâu lắm này. Ôi sao là mấy con này thì cực kỳ là trâu rồi. Để xem bao giờ giết được con này. 500 máu vào đầu. Ok, nó có tính vào đầu không ta? Ui, hết bộ đạn rồi. G. Hả? À, cái này nó tăng máu thôi nhưng nó không tăng đạn. Vãi chưa. Ừ, mình sẽ đi lấy đạn thôi. Chứ là sắp hết giờ rồi. Không kịp rồi. Giết nó. Ui. Kịp không? Ui, kịp. Rồi, ok, đây là mình thử trước về chế độ AI thôi. Các bạn nó chẳng có chức năng là gì đặc biệt nên mình cũng review một đoạn thôi. Ôi, em xem mình nhớ like của mình và cho mình cảm nhận về Long Kong khi đấu với người nha. Mình nghĩ đấu với người vẫn là hay nhất. Ôi, bye, chúc em một ngày vui vẻ.